những khủng long bạo chúa chiều nay Lê Tuấn lên cho anh em. Vâng, và trước mắt chúng ta là tạm thời ba siêu phẩm khủng long bạo chúa. Chúng ta thấy rất lạ đúng không ạ? Taxi, và đằng kia là cấp cứu, còn đằng này là huyền thoại một chiều mưa Massey Hudson 6170 đẳng cấp 2 cầu. Nói về đẳng cấp 2 cầu này, rất nhiều các bác mơ, các bác nhá, chúng ta mơ thì các chúng ta phải phấn đấu trong cuộc sống của chúng ta, bắt đầu chúng ta ngồi từ con nhỏ đến con lớn. Nhưng có những bác từ con lớn lại xuống con nhỏ, bởi vì cái lúc chúng ta làm theo từng thời vụ, theo đúng thời cuộc và theo đúng công đoạn của mỗi con người chúng ta làm ăn. Ở đây Lê Tuấn chỉ review cho các bác, bởi vì hôm nay có một đại gia đang còn dùng 5 con Mercedes Hudson và ở tại tỉnh Bình Phước, và 3 con Belarus, và tất cả các bác đại gia ở đây, không riêng ở đây mà tất cả trên toàn quốc, cũng như tất cả các bác ở Tây Ninh cũng đều, những bác mà cao cấp thì các bác không dùng đến em, còn có những bác cần đến em là cần những dàn chảo, có những bác đổi từ lớn sang nhỏ. Trên kênh của em rất mong các bác đăng ký kênh và các bác like cho em, để em là người luôn luôn đi tìm cái cũ người ta về làm cái mới cho mình. Em biết các bác rất nhiều tiền thì các bác đi mua hàng mới, còn hàng cũ như em mà hàng dân dụng thì rất rẻ tiền, thì các bác nào vào phân khúc các bác cứ gọi điện cho em và đăng ký, đúng không ạ? Bất cứ cái gì, như hôm nay em lên một cái chảo năm, chỉ cần trong vòng tích tắc của đại gia ở Phú Giáo gọi và em đã ship hàng đến. Và hôm nay đây thì tiếp tục đại gia Lê Tùng và nha, đấy, đã từng sử dụng 5 em Mercedes Hudson và của cabin máy lạnh, và cũng gọi điện cho Lê Tuấn đến để tình cảm bắt tay và mua của Lê Tuấn một dàn chảo đại cực lớn. Đấy, báo cáo các bác như vậy, bởi vì Lê Tuấn đến và bằng niềm tin, bằng cuộc sống mến Lê Tuấn, vì bảo là Lê Tuấn đến chơi trong cuộc sống chúng ta, đúng không ạ? Của qua có lại với loài đồng nhau, chứ chúng ta khăng khăng, đúng không ạ? Các bác bán cũng vậy, bán về nhẹ nhẹ thì anh em mới mua. Thì nếu mà mình bán cái gì cũng vậy, đúng không ạ? Anh em vui tươi rồi, ok, lời một chút đỉnh, tiền ship tiền giết là đâu vào đó các bác nhá. Đây, và bây giờ đây là những cái dàn khủng long bạo chúa mà em này là cabin máy lạnh có đèn cấp cứu, thì em này là 3080 2 cầu đẳng cấp. Đấy, thì vỏ thì cực kỳ, cái này thì không bán, cho nên là em chỉ review chơi với các bác. Các bác nhá, em chỉ review chơi với các bác để chúng ta đánh giá ở đẳng cấp ở Mercedes Hudson. Đấy, ba con này, ba điểm giống nhau, đều cabin máy lạnh hàng đẳng cấp. Các bác nhá, đều có mức độ mã, tức là ở cái phân khúc mà máy nó khác nhau. Em thì 3090, em thì 6010 và em thì là coi như là 670. Đấy, và em thì 038 nha. 3080 nói nhiều, và em trong kia là 290 Mercedes Hudson. Đấy các bác, đấy. 4 em hiện bây giờ. Đấy, và một em Belarus. Đây, 2 cầu luôn. Và rất nhiều dòng xe nhỏ ở đây. Đấy. Thì trong cuộc sống của chúng ta, mỗi một đại gia thì chơi một đẳng cấp khác nhau, chứ không phải là ai cũng như ai. Đấy, thì trong cuộc sống là tùy theo cái từng vùng miền và tùy nơi làm việc của các bác. Đấy, như hôm nay thì em cũng chỉ review sơ bộ qua từng em một bên này. Thì đầu tiên thì có những cái dàn mà này thì nó tầm lại trên 20 triệu. Đấy, rất chi là kinh khủng, dàn trà. Đấy, mỗi khi mà trà là chúng ta phải kéo như này mới là đẳng cấp. Đấy, và ở đây là một cái mâm lớn zin nguyên của em đó. Vỏ thì thôi rồi, đó nha, vỏ này thôi chấm hết luôn, không có để nổi. Vỏ 38, các bác nha. Đấy, vỏ 38, đấy cũng sướng. Cabin, lộng lẫy đẹp, đấy, cabin. Cabin khóa luôn, đấy, máy móc là xanh rẹt. Chân lên, các bạn đấy. Đây, vỏ trước bằng vỏ sau. Đấy, 16, 930. Đấy, rồi, các bác nha, đây tất cả khung trước, tuyệt vời. 3080 Mercedes Hudson của anh. Đấy, cái này là đẳng cấp VIP nhất. Các bác nào có rồi thì chúng ta mơ lên tiếp lên, còn bác nào chưa có thì chúng ta cũng làm mơ, đúng không ạ? Cuộc sống của chúng ta phải là lúc nào cũng phải mơ, rất nhiều phải mơ. Đây, đây, và đây là phía trong của cabin. Đấy, cabin là có kín vào luôn các bác, có đàn kín vào luôn. Đấy,
tài xế ăn uống là để cabin đa máy lạnh luôn các bác nhé. Đấy, cực kỳ là khủng khiếp. Đấy, rồi không mua không bán, chỉ lên review chơi cho các bác. Đấy, đấy các bác, rất đẹp. Đấy, chỉ là một cái option ở trong cabin Mercedes 3080. Đấy, máy lạnh đều. Đấy, và đây, và rất nhẹ nhàng, yên chuyển. Mỗi khi các bác ngồi vô đây thì như là ngồi trên một cái phi thuyền các bác nhé, phi thuyền. Đấy, đang còn lướt đấy, trên mây để đi vào cung trăng. Đấy, rất tuyệt vời. Đấy các bác, đọc búp xong êm ấm, không có lách cách, không có lo quặng. Và ở cái diện cầu nó là các bác được bảo vệ một cái khung kinh khủng. Đấy, rất đỉnh. Đấy, đấy các bác thấy chưa, rất tuyệt vời. Đấy, đẳng cấp là ở đây, mỗi một người mỗi một đẳng cấp khác nhau. 16, 9, 38, đây nguyên thủy, nguyên thủy của em nó. Và đây là một em 3080 Mercedes Gusan. Đến em thứ hai đây thì em này thì cũng có một dàn trà, tức là đội ngũ của em là rất chỉnh tề, vỏ là vỏ, vỏ tức là gai cọp các bác nhé. Đây, chuẩn chỉ chưa. Đấy, dàn hơi dàn nhiệt đầy đủ, cũng có coi như là cabin máy lạnh đầy đủ. Đấy, nhưng em này nó khác với em kia các bác này, nó khác. Đấy, xe này là mới mưa, trời mưa ở đây mưa bão cho nên đi rất lội, rất gì là kinh khủng. Phải dùng loại này thì mới chiến đấu được với cái thời tiết và địa hình và đất cát ở đây. Có những lúc mà nó lút lên đây các bác nhé. Đấy, ở đây là nó như vậy, mưa nhiều, nó ướt. Đấy, rồi 3090, vừa nay 3080 về 3090, và cũng có cabin máy lạnh luôn. Đấy, cái này đóng cửa mất rồi. Đấy, rất đẹp. Nói về khủng khiếp thì không có gì để mà nói ở góc độ mà dàn xe khủng này. Ở đây thì nói chung Lê Tuấn đã từng đi rất nhiều, nhưng ở bên Tây Ninh thì có những đại gia tầm 4-5 con là Belarus. Đấy, 920. Nhưng ở bên này thì có những đại gia là chơi toàn bộ Mercedes 3090, tùy theo địa hình và tùy theo đất cát ở mỗi nơi đó nha. Đấy, như ở đây thì em nhìn thấy con 6170 này là to nhất. Bởi vì hôm trước đại gia Lê Tùng có nói với Lê Tuấn là tìm con 69699. Đấy, thì con 699 có thể là to hơn con này, nhưng mỗi một con có một đặc điểm đầy mới và đầy cũ. Nhưng mà con này thì khủng khiếp hơn, và nhìn cũng đã là ghê tởm. Đấy, cũng máy lạnh luôn, cabin máy lạnh, rất đẹp. Đấy, rồi các bác nhá, lúc này thì xe nào cũng vậy thôi. Tất nhiên là làm về là phải tu sửa, phải có một đội ngũ, đội quân, tức là luôn luôn sẵn sàng tốt trực để mỗi khi mà có trục trặc cái gì thì bắt đầu điều chỉnh để chỉnh sửa luôn, để cho tiếp tục công việc hàng ngày. Đấy, và cuối cùng thì cho Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều, và hẹn lại các bác về sau. Có dịp Lê Tuấn tiếp tục review cho các bác, tiếp tục những chương trình mới đang chờ đợi trước mắt các bác. Và các bác nào có xe cũ, mà các bác nào có chảo cũ, để các bác cứ điện thoại cho em 0394 326 198. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn, hẹn lại các bác video sau.